tôi bắt bóng bì ấy nó quá. Sống cuộc sống vui vẻ. Sau khi bán ngôi nhà này, có lẽ bà phải chuyển đời sống con dâu. Lúc đó bà phải chịu khổ, không giống như người giúp việc đâu. Cái gì? Bà cố gắng quá nhẹ. Dạ rồi chơi không nổi. Mấy đứa này khỏe quá. Chơi không lại tụi nó. Không lại. Nè thôi đừng chơi nữa. Chơi hồi kia khai sống bây giờ đó.